Bảy đóa hoa sen nở vươn lên từ vũng bùn, hương đời thơm rực rỡ lan tỏa khắp không trung. Phật đáng về ấm lại cõi hạnh phúc dạt dào, còn trong này châu báu chính tay Phật truyền trao. Và bây giờ đã đến giờ lành, chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức tăng ni và toàn thể đại chúng trang nghiêm đứng dậy để chúng ta dâng nén hương lên đức từ phụ, và hãy để lòng thanh tịnh và lắng nghe bài hát Nén Hương Nhiệm Màu do ca nhạc sĩ Thùy Linh phổ nhạc và trình bày từ thơ của cố hòa thượng Thích Quảng Thanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nhưng tâm tâm lệ nam mô thập phương tăng ư không